chúng tôi lao gian lao, gia đình vẫn bên nhau. Và gia đình là số một, và gia đình là số một, và gia đình là số một. Nghe gì vậy chú? Anh cười gì vậy mỏ? Dạ vui quá nên cười. Thục thêm hàm. Một cái thằng này đó hả? Học cũng lộn chút ngày nó quýnh lộn với lão. Ở nhà mày quýnh tao chưa đủ hả? Vô đây quýnh bạn bè thôi. Ủa em cố đưa mặt ra đây mà. Đang vũ vô đảng kìa. Ôi trời ơi. Quá bắt cỡ em không? Chẳng mày là thấy cái mặt tôi. Đâu rồi cái mặt em đâu? Em chỉ thương quá, đáng yêu. Bên đó. Sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết được. Dạ. Đó. Tại vì Minh nó học giỏi đó ba, cho nên là bà ngoại thưởng. Con muốn có đồng hồ không? Học giỏi lên nha. Bố con được lên hạng mà. Hôm bữa nào? Hồi lên trước mà được lên mười mấy ngàn đó. Người ta không nhớ. Khán giả không nhớ đâu, đừng nhắc. Đi, cho nó đi. Thôi mẹ ơi, con thấy để mốt nó lớn tự nó mua tự đeo luôn. Xin giới thiệu với mọi người, tôi tên đây Bảo. Năm nay tôi vừa tròn 31 tuổi. Tôi thuộc nhóm A. Tôi tên là Bảo, cao 1m62, à quên. Tôi tên là Bảo. Anh từ từ thôi. Đây, xin giới thiệu với mọi người. Đây là... Tôi tên là Bảo, tôi cao 1m65. Tôi cao 1m56. Tôi được vừa chuyển về công tác ở đây. Nha, yeah, đúng là tiếng đồn của mẹ không sai. Đây, có cái nào còn giữ không à? Dạ vâng. Đây ổn, đây ổn. Với cái số tiền. Với cái số tiền là muốn phải diễn quá lớn, cái áp lực. Áp lực với gia đình. Hãy nói với thầy hiệu trưởng, tôi không dạy ở cái trường này nữa. Kiếm thầy khác dạy tôi đi. Lý do? Dạ. Dĩ nhiên. Đón xem Hậu Trường Vui Nhộn Gia Đình Là Số 1 phát sóng vào lúc 11 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube của chương trình.